bên này em chạy đó mọi người, đang có mặt ở sinh nhật của nghệ sĩ Linh Tâm nha. Hello anh. Về phương quy nó chở ông tới, nó chở anh Long tới đi ly được.
chỗ ngồi ạ. Xin được trân trọng kính mời và cảm ơn toàn thể quý vị. Qua rất nhiều kỷ niệm mình em mình có được, phải nói một điều là hôm nay gặp mặt tất cả anh em, tất cả những người thân thuộc ở đây nên em rất là vui, rất là xúc động. Bây giờ trong giờ phút này thì Linh Tâm chỉ muốn một điều duy nhất, cho mình là hai điều ước thôi. Ước gì cánh tay mình có thể dài, nó thật dài ôm tất cả mọi người vào lòng trước này. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai đó là chúc cho hơi Linh Tâm dài gấp 10 lần anh Công Thanh, để có thể xuống đi đưa hôn từ người tình đủ hơn, tình đủ hơn. Thì hiện tại những tấm lòng gọi là rất là chân tình của chúng ta dành cho tất cả quý vị. Thôi thì bây giờ tôi xin phép mọi người nhắm mắt lại, đưa cái mỏ lên, bắt đầu lên tâm hôn nha. Hôn từ trái giờ của bạn bắt đầu. Phá! Thank you.
Yeah.